Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Sau khi tham gia Gian Ninh Men Việt Nam mùa 2, những chiến hạm có liên quan đến Kha-Zích bắt đầu ra khơi nhiều hơn. Trong đó không thể không kể đến thuyền với Ninh Dương Lan Ngọc. Lớp fly này bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ sau khi cả hai xưng hô với nhau bằng từ vợ, chồng trên chương trình và liên tục có những tương tác ngọt ngào. Bên cạnh đó, Kha-Zích cũng được các fan đẩy thuyền mạnh mẽ với Thúy Ngân, người chơi nữ còn lại của Gian Ninh Men Việt Nam mùa 2. Tuy nhiên, có vẻ như việc đẩy thuyền với đồng nghiệp đã đi quá xa khiến Kha-Zích buộc phải lên tiếng giãi bày nỗi lòng với người hâm mộ. Tối muộn ngày 12 tháng 1, Nam Giáp vừa livestream ngắn tầm 10 phút với fan và đã có những chia sẻ liên quan đến những lớp fly của mình. Anh cho biết, có một điều mình cảm thấy đang đi xa tầm kiểm soát quá, là về chuyện đẩy thuyền với người này người kia. Mình muốn nói lại một lần nữa cho mọi người rõ để người trong cuộc không phải lấn cấn hay khó xử. Mình và những người đồng nghiệp được ship với nhau thật ra chỉ là những người bạn, anh em chứ không có tình cảm gì với nhau ở ngoài hết. Giọng ca người lạ ơi bộc bạch rằng anh rất trân trọng sự yêu mến cũng như tình cảm fan dành cho mình. Tuy nhiên, nếu việc đẩy thuyền cứ được nhắc đi nhắc lại mãi thì không hay, còn có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Có những người họ đã có tình cảm ở ngoài rồi, bản thân mình cũng vậy, sắp tới mình có yêu ai thì điều đó sẽ khiến người đến với mình hay người khác cảm thấy khó xử. Mình nghĩ chúng ta nên ngừng chuyện đó lại. Kha-Zích bày tỏ. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi thuyền chưa kịp cập bến đã chìm. Tuy nhiên, phần đông fan đều đồng tình với chia sẻ của thần tượng. Các bình luận đều cho biết họ sẵn sàng dõi theo và ủng hộ mọi quyết định của Kha-Zích, từ công việc đến chuyện cuộc sống riêng tư. Thông tin về cái chuyện đẩy thuyền người này người kia ấy, thì mình muốn nói lại một lần nữa cho mọi người rõ để những người ở trong cuộc không phải bị lấn cấn cũng như là bị khó xử. Bản thân mình hay là tất cả các đồng nghiệp trên báo kia bị ship với nhau thế này thế kia thì tụi mình cũng chỉ là những người bạn, người anh với em với nhau chứ không phải là có tình cảm gì với nhau ngoài hết. Và dù mình rất là trân quý cái tình cảm mọi người muốn dành cho tất cả tụi mình. Mình nói ra bởi vì tại vì ai cũng có cuộc sống riêng cả. Và cái điều đó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài, thực ra đôi khi nó cũng ảnh hưởng cuộc sống người khác, nhất là những người giống như là có mình có cái tình cảm ở ngoài đó rồi, hoặc là bản thân mình cũng vậy sao, nếu sắp tới mình có quen có yêu ai đó, thì nó rất là khó xử cho những hoặc là rất là tội nghiệp những người tới với mình hoặc là tới với người khác đó. Mình đấy, cho nên mình nghĩ là mình chúng ta nên ngưng cái chuyện đó lại, và mình rất là trân trọng cái thành ý của tất cả các bạn đấy. Vậy thôi. Thật ra cái thông tin chính thì mình muốn nói vậy, tại vì sáng những cái ngày qua mình coi đi coi lại thì nhớ. Cho tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn cũng chỉ là Carrick, và mình là của fan của mình và của Riker, những Riker của mình, chứ mình chả của ai. Và mình tới thời điểm này mình chỉ cần như vậy thôi. Rồi, that's it. Gì đâu, mọi người bị làm sao á, mọi người làm sao, có gì đâu. Ok, những ai theo dõi cái livestream này thì sẽ biết được cái thông tin này, và sau cái livestream mình cũng xóa luôn, tại vì mình thấy nó là những cái gì mình chia sẻ nhất thời thôi, và ngay tại thời điểm này lấy can đảm lắm mới nói được ấy. Rồi, vậy nha. Chào các bạn. Mình chỉ muốn gửi gắm hai cái thông điệp đó thôi. Và bây giờ mình đi tắm, đi ngủ đây. Chương trình truyền hình Gian Ninh Men Việt Nam năm 2021, Chơi là chạy đã sắp đi đến tập cuối. Hai tập cuối được ghi hình ở Phú Quốc với sự trở lại của khách mời trụ cột Kha-Zích. Mới đây, nhà sản xuất đã công bố hậu trường ghi hình của chương trình để khán giả hiểu thêm được những vất vả của cả ekip khi chạy đua với lịch phát sóng, cũng như đảm bảo an toàn giữa mùa dịch. Trong tập cuối, dàn cast phải mặc bộ đồ khá dày trong thời tiết nắng nóng 40 độ C của Phú Quốc.
Trường Giang đùa rằng cơ hội giảm cân rất tốt, còn Jun Phạm lại lo lắng khi mặc bộ đồ này nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 60 độ. Cường độ hoạt động mạnh trong thời tiết khắc nghiệt khiến dàn cắt nhanh xuống sức. Kazik ngồi phệt xuống thở hổn hển trong hậu trường. Trương Thế Vinh lại tiết lộ lúc khỏe nhất lại là những lúc vật lộn, ôm nhau vì có thể tranh thủ nghỉ giải lao, giả bộ nằm luôn. Vì quá lăn xả nên Thúy Ngân đã gặp chấn thương dẫn đến chảy máu mũi. Các thành viên đều rất lo lắng cho người đẹp, liên tục hỏi thăm. Tuy nhiên, Thúy Ngân lại tranh thủ quảng cáo rằng chiếc mũi hoàn toàn tự nhiên, chứ không là rớt sụn rồi. Tại Gian Ninh Men Việt Nam năm 2021, Thúy Ngân là thành viên chơi khá nhiệt tình. Nữ diễn viên chẳng ngại va chạm và thường xuyên lao vào những cuộc đấu xé bảng tên khốc liệt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Thúy Ngân bị thương. Trước đó, cô còn không ít lần bầm dập, te tua bởi việc thi đấu máu lửa, xông xáo quá mức. Thúy Ngân vừa đăng bức ảnh chụp tại địa điểm ghi hình show Gian Ninh Men Việt Nam năm 2021, chơi là chạy kèm dòng chia sẻ đầy ngụ ý. Lưu số em đi, khi nào mà có cần con dâu thì gọi cho em. Bên dưới bài đăng, netizen liên tục gọi tên Jun Phạm. Nhiều người cho rằng Thúy Ngân đang nhắm đến Jun Phạm nên mới viết dòng chia sẻ này. Thậm chí, có khán giả còn nhận xét là Thúy Ngân với Jun Phạm thực sự là cặp đôi vô cùng ăn ý. Điều này cũng đúng thôi, bởi dù là ở trên show hay ngoài đời thực, Jun Phạm, Thúy Ngân đều công khai thể hiện sự quan tâm, trân quý dành cho nhau. Gian Ninh Men Việt Nam năm 2021 gặp nhiều sóng gió vì quay hình trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Nói về việc Gian Ninh Men Việt Nam năm 2021 liên tục gặp nhiều vấn đề liên quan đến nhân sự, Jun Phạm từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng mùa này gặp nhiều khó khăn liên quan đến chuyện thay đổi nhân sự, dịch bệnh. Tôi và ekip cũng như các bạn đồng nghiệp đã tốn một năm trời để hoàn thiện được mùa 2, nhưng nhờ những khó khăn trên mà dàn cắt mới lại thân thiết hơn rất nhiều. Với mùa đầu, thực ra chúng tôi đã thân nhau trước rồi và toàn bộ mùa 1 chỉ quay trong 15 ngày thôi. Mùa này, chúng tôi gắn bó với nhau ròng rã suốt một năm trời, họp qua họp lại bao nhiêu lần, cố gắng sang Hàn Quốc rồi mắc kẹt thời gian ngắn ở đó, về tới nhà rồi lại chuẩn bị tháng sau đi Phú Quốc tiếp. Từ những khó khăn ấy mà chúng tôi ngày thân nhau hơn. Nói về Thúy Ngân, Jun Phạm chia sẻ rằng ban đầu anh từng cảm thấy rất khó có thể tưởng tượng khi Thúy Ngân tham gia Gian Ninh Men Việt Nam năm 2021 thì sẽ thể hiện như thế nào. Đến khi thật sự vào cuộc chơi, nhìn Thúy Ngân lăn xả, thì thố hết mình thì Jun Phạm mới hết hoài nghi. Sau một chuyến đi biển dài ngày để vừa nghỉ ngơi, vừa tập trung dành thời gian ghi hình cho chương trình Gian Ninh Men Việt Nam mùa 2 thì dàn cắt đã có hẳn một kho ảnh đẹp để sống ảo dài dài từ đây đến khi tập cuối lên sóng. Mới đây, Thúy Ngân tiếp tục khiến dân tình nhộn nhịp bàn tán khi chia sẻ ảnh tạo dáng bên cạnh chiếc ván lướt sóng siêu to khổng lồ. Caption chỉ vỏn vẹn hai chữ ra khơi, nhưng dưới phần bình luận, cô nàng để lại comment thả thính ai đó. Anh có muốn ngày nào đó mình ra khơi? Em sẽ đem những nhớ thương mà đóng thuyền. Những ai yêu mến và thường xuyên theo dõi động thái trên mạng xã hội của nữ diễn viên xinh đẹp hẳn đều biết cô nàng là thánh thả thính với 7749 caption ngọt, mặn, nhạt đều có đủ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thỏ trắng Jun Phạm đã rất nhanh để lại bình luận, song đứng trên bờ. Comment của anh chàng khiến dân tình nghĩ cả hai đã rủ nhau ra bãi biển dạo chơi đây mà. Đến khi tham gia Gian Ninh Men Việt Nam mùa 2, có nhiều cơ hội trò chuyện, tâm sự rồi đi chơi cùng nhau nhiều hơn, cả hai mới dần trở nên thân thiết. Jun Phạm thân thiết với Ninh Dương Lan Ngọc từ rất lâu, trong khi chỉ mới bắt đầu chơi thân với Thúy Ngân từ sau chương trình Gian Ninh Men Việt Nam mùa 2. Dù vậy, xuyên suốt chương trình, Jun Phạm hiếm khi tỏ ra thiên vị Lan Ngọc hơn Thúy Ngân. Trong tập 13 mới chiếu gần đây, anh còn ra sức bảo vệ cô em chung đội, điều đó khiến người hâm mộ càng chèo thuyền nhiệt tình hơn. Dù không phải cặp đôi chính thống được chương trình lăng xê nhưng Jun Phạm và Thúy Ngân vẫn hot hit không kém cặp đôi non nớt Lan Ngọc, Kazik. Vài ngày trước, cặp đôi còn khoe ảnh cùng nhau dạo biển. Tập 13 chương trình truyền hình Gian Ninh Men Việt Nam năm 2021, chơi là chạy vừa lên sóng cùng với sự góp mặt của dàn khách mời Diễm My 9X, Oren, Hòa Minji. Theo đó, ba khách mời cùng 7 thành viên cũ được chia làm 5 đội, mỗi đội có 2 người, một nam và một nữ. Sau pha chọn đội gay cấn, 5 đội được sắp xếp như sau: Trường Giang, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Hòa Minji, Diễm My 9X, Liên Bình Phát, Oren, Trương Thế Vinh. Thực tế thì việc xếp các thành viên mạnh là Liên Bình Phát, Trương Thế Vinh với khách mời cũng dễ hiểu, bởi khách mời chưa quen với chương trình, ghép họ với người mạnh nhất sẽ giúp khách mời được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên,
nhiều khán giả xem Running Man Việt Nam lại tỏ ra bất bình thay cho các thành viên cũ Trường Giang, Lan Ngọc, Thúy Ngân. Netizen cho rằng, từ khi Hỏa Minzy, Diễm My 9X, Ozen xuất hiện, các thành viên cũ đã tỏ thái độ hắt hủi Lan Ngọc và Thúy Ngân. Các thành viên nam tạo cho khán giả cảm giác thật đáng thương vì chẳng ai cần đến. Trong khi thực tế thì so với danh tiếng, Lan Ngọc, Thúy Ngân thậm chí còn có mặt nổi trội hơn Hỏa Minzy, Diễm My 9X, Ozen. Cách các thành viên hành xử làm gợi nhắc đến tình thế bị hắt hủi thảm thương của Song Ji Hyo ở Running Man Hàn Quốc. Ở một diễn biến khác, netizen cũng đặt câu hỏi vì sao các thành viên khác lại cứ đẩy Trường Giang, Lan Ngọc vào chung một đội. Đến cả khách mời Hỏa Minzy cũng liên tục nói là không muốn ở cùng đội Trường Giang. Sau khi biết kết quả vào chung đội anh già, Lan Ngọc gào lên trong tuyệt vọng rằng: "Em số 1, anh số 2 mà cứ vào chung đội hoài vậy hả?" Ý Lan Ngọc ám chỉ cô và Trường Giang luôn bị xé bảng tên trước tiên, vậy mà vì sao cứ ở chung đội hoài? Với cách sắp xếp này thì trước sau gì hai người cũng thua nữa vì không mạnh bằng các đội khác. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ý bất bình thay Lan Ngọc, Trường Giang. Khán giả cho rằng ban tổ chức chương trình cố sự ép hai nghệ sĩ, các thành viên khác cũng vì lợi ích bản thân mà không nghĩ cho Trường Giang, Lan Ngọc. Sáng ngày 14 tháng 12, Kazik đã thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của mình với ngoại hình có nhiều sự thay đổi đáng kinh ngạc. Trong bức ảnh này, nam rapper đã để lộ gương mặt và cơ thể gầy sọp đi trông thấy. So với thời điểm ghi hình Giáp Việt và Running Man Việt Nam gần đây, có thể dễ dàng nhận ra Kazik đã giảm cân đi rất nhiều. Dưới phần bình luận, khi Jun Phạm để lại bình luận nhận xét ốm vậy, Kazik đã tiết lộ hiện anh còn 63kg. Khi một người bạn khác hỏi ốm dữ vậy, nam rapper hài hước đáp: "Già rồi nó vậy à chú?" Trước việc huấn luyện viên Giáp Việt giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn khiến không ít fan cảm thấy lo lắng và nhắn nhủ Kazik nên ăn uống, bổ sung vitamin đầy đủ. Bên cạnh đó, một số netizen chia sẻ cảm thấy thích ngoại hình mũm mĩm trước đây của nam rapper hơn. Trong khi đó, nhiều fan lại cho rằng dù trông Kazik có phần khác lạ nhưng anh vẫn rất đẹp trai. Running Man Việt Nam mùa 2, chơi là chạy tập 13 vừa qua đã bắt đầu cuộc đua cặp đôi cùng ba khách mời nữ xinh đẹp là Hỏa Minzy, Ozen và Diễm My 9X. Trong cuộc đua này thì hai người chơi sẽ được ghép thành một đội. Hình thức chọn cặp là dàn cắt nam sẽ tìm một chiếc vé trong vali của người chơi nữ. Điều khiến khán giả cảm thấy khó chịu là các thành viên nam của Running Man Việt Nam mùa 2 dường như có sự hắt hủi quá trớn với Ninh Dương, Lan Ngọc và Thúy Ngân. Chương trình thậm chí còn nhấn mạnh khu vực của hai cô nàng bị ế. Còn những người chơi nam thì chỉ tập trung tâng bốc khách mời. Trên thực tế thì việc ưu tiên khách mời là điều dễ hiểu. Khán giả chỉ cảm thấy không hài lòng khi ekip đã không đưa ra tình huống tinh tế hơn, đẩy hai người chơi nữ vào tình cảnh xấu hổ, khó xử. Thậm chí, không ít comment còn chỉ trích dàn cắt nam thấy sắc quên bạn. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền một clip được cho là bằng chứng chứng minh Running Man Việt Nam mùa 2 đã thay đổi ý nguyện chọn đội ban đầu của người chơi, ép các thành viên phải diễn theo đúng kịch bản. Trong clip này, netizen chỉ ra ban đầu Liên Bình Phát vốn muốn chạy về hướng của Ninh Dương, Lan Ngọc hoặc Thúy Ngân, nhưng sau đó phòng vèo thế nào chẳng biết mà anh chàng lại hướng đến vị trí của Diễm My 9X. Ninh Dương, Lan Ngọc và Thúy Ngân đều đứng đầu hàng từ phải qua, trong khi Diễm My 9X lại đứng đầu hàng tính từ bên trái nên thắc mắc của người hâm mộ không phải không có căn cứ. Ngoài ra, sau đó khi Lan Ngọc hỏi có ai muốn đổi vé không ạ, vì lại được xếp chung đội với anh cả Trường Giang, đã có ai đó gọi Ngọc ơi, nhưng cuối cùng cảnh này lại bị biên tập, chuyển sang một cảnh khác khi nàng diễn viên sinh năm 1990 cam chịu số phận. Nhiều netizen chỉ ra giọng nói này rất giống với Liên Bình Phát, có vẻ như anh chàng đã muốn nhận tấm vé về chung đội với Lan Ngọc, nhưng vì sao chỉ có hai tiếng Ngọc ơi đầy lạc lõng rồi lại chẳng còn sau đó nữa. Một yếu tố khác khiến dân tình tin rằng các thành viên nam phải diễn theo kịch bản của chương trình là việc ban đầu Diễm My 9X nói muốn chung đội với Liên Bình Phát, Hỏa Minzy muốn chung đội Ngô Kiến Huy và sau đó đều được như ước nguyện. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của netizen chứ chưa thể chứng minh được điều gì. Trên thực tế thì ban đầu Ninh Dương, Lan Ngọc vốn đứng cạnh Diễm My 9X, sau đó cô nàng mới bày trò chuyển sang vị trí đầu hàng bên phải. Bên cạnh đó, có thể Liên Bình Phát thấy khách mời nữ nói muốn chung đội với mình nên chủ động chọn đến vị trí vali của Diễm My 9X và tìm kiếm cặp vé. Ekip có thể đã biên tập và cắt đi vài cảnh trong phần này để đảm bảo thời lượng dẫn đến nội dung hơi thiếu nhất quán. Nhưng nếu như vậy đã kết luận chương trình có kịch bản và dàn cắt nam bị ép phải diễn theo kịch bản đó thì cũng có phần vội vàng, quy chụp. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.